Bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Stoby Gaming đây. Và hôm nay thì mình sẽ mod 500 anh em siêu nhân Ultraman đi gọi là đi cứu thế giới diệt vong này các bạn. Thì hôm nay thì cái thế giới và cái thành phố này là một ngày rất là đáng buồn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi tiêu diệt mấy con zombie ở trong thành phố đấy. Một sự kết hợp đặc biệt chưa từng có trên màn này để cứu những người bạn và thế giới khỏi tay những kẻ xấu. Nhưng liệu sự chênh lệch về sức mạnh có khiến cho câu chuyện này càng ngày càng khó khăn hơn? Thế giới rồi sẽ rơi vào tay của phe nào? Để biết kết quả, hãy lên trên kênh Siêu Nhân Game Play, nơi sản xuất những video hài hước và hành động kịch tính không kém gì phim Hollywood. Thậm chí bạn còn có thể nhận được quà khi trả lời những câu hỏi ở phần comment. Không biết có ai xem không nhỉ? Quá trời zombie trong thành phố luôn. Và hôm nay thì tụi mình sẽ đi tiêu diệt mấy con zombie này. Và cùng với đó thì hôm nay là tụi mình có nghe đâu là virus corona nó sẽ tấn công vào trong thành phố này nữa. Thì đây giống như là một cái trận mà đại dịch vậy các bạn. Vừa virus corona nè, rồi vừa virus hả zombie nữa. Đó, giống như cái thế giới mà ngày diệt vong đó các bạn. Ngày gọi mà đại họa đó. Thì nếu như mà gặp cái thời này ấy các bạn, nếu như mà các bạn bị nhiễm virus corona mà các bạn không có cách phòng ngừa và nó sẽ giống như là giết chết bạn. Còn ở trong đây thì nó đã giết chết bạn rồi mà nó còn khiến bạn trở thành zombie nữa. Đấy, cho nên là hôm nay mình đã tập hợp đủ 500 anh em siêu nhân Ultraman ở đây. Có rất là nhiều thể loại siêu nhân Ultraman ở đây sẽ cùng nhau đi tiêu diệt mấy con zombie này và tiêu diệt virus corona các bạn ha. Để giống như là bảo vệ cái thành phố này khỏi cái đại họa diệt vong này. Ok, let's go anh em. Đây là những người anh em siêu nhân Ultraman rất là dũng cảm của mình, nhưng mà sẽ cùng nhau gọi là chiến đấu và vì thân mà quên đất nước các bạn ha. Ê lộn, vì nước mà quên thân các bạn. Ok, nè, chúng ta sẽ bắt đầu đi tiêu diệt mấy con zombie đáng ghét kia thôi. Và sẽ cùng sắp chờ là virus Covid nó cũng đang sắp tấn công vào trong thành phố rồi. Ok, let's go anh em. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi xuống dưới để tiêu diệt mấy con zombie đáng ghét này. Đấy. Mình vừa mới xuống là mình đã gặp tụi nó rồi các bạn. Đi thôi mấy người anh em. Đấy. Nếu như hả 500 anh em của mình mà bắn kiểu này thì mấy con hả zombie này sao mà chịu nổi các bạn. Chỉ có chết hết với mình thôi. Lát nữa thì nếu như mà virus corona xuất hiện ra thì tụi mình sẽ giống như là tụi mình sẽ kêu thêm những người anh em siêu nhân Ultraman đó các bạn ha. Thì đây chỉ là những người anh em siêu nhân Ultraman đi tiêu diệt zombie thôi các bạn. Lát nữa thì tụi mình sẽ có thêm 500 anh em siêu nhân Ultraman nữa ra tiếp diện mình để tiêu diệt virus corona nữa. Thì virus corona rất là đáng sợ các bạn ha. Nó đáng sợ gấp mấy lần mấy con hả zombie vậy luôn. Nó hả ăn mòn và giết chết chúng ta rất là nhanh. Trời, nó bắn nó lộn ngược, Santo ngược luôn kìa, ghê không. Đi tiếp thôi anh em. Đây hôm nay mình sẽ là Ultraman đội trưởng. Mình sẽ giống như là chỉ huy cái thằng này nó đi tiêu diệt zombie này các bạn ha. Đấy, mình sẽ giống như điều động tụi nó xuống để bắn mấy con zombie này. Đó, bắn ngồi bắn đứng đồ các kiểu luôn các bạn thấy không, rất là chuyên nghiệp luôn nha. Đây là biệt đội tụi mình, là biệt đội rất là chuyên nghiệp luôn. Đó, mình sẽ kéo quy quần của binh đoàn 500 anh em siêu nhân Ultraman. Chết rồi mấy ba ơi. À mấy ba 500 người mấy ba bắn vậy lấy gì con nhỏ còn sống nữa mấy ba lại ba. Hôm nay mình sẽ huy. Chỉ huy bắn ai là nó sẽ tụi nó sẽ bắn người đó. Rồi bắn núp tới kìa. Cười không? Zombie á làm gì cái súng bắn làm núp tới mấy ba. Bắn cho nó nhào đầu luôn. Đây rất là đông. Không, những người anh em của mình nó rất là có kinh nghiệm, cho nên là nó mà bắn zombie nó bắn là bắn cho nát cho chết thôi. Thì bắn rất là sung các bạn. Không, đứng rất là đau hàng.
Ok, và trong cái công cuộc mà bảo vệ cái thành phố này, ok, và trong cái công cuộc mà tiêu diệt mấy con zombie này các bạn, thì những người anh em siêu nhân Ultraman của mình thì không thể nói là không có thiệt hại các bạn ha. Thì nó cũng giống như là có những anh em đã hy sinh rất là nhiều, tại vì là những con zombie này nó rất là nhiều, ngày nào nó cũng có hết chứ không phải là mình tiêu diệt nó hết rồi thôi. Và nó còn có hả, sắp tới là có virus corona nữa, cho nên là cái công cuộc này càng ngày càng khó khăn hơn rất là nhiều luôn các bạn. Đó, thành phố này thì đã bị phá hủy bởi mấy con zombie này rồi, mà bây giờ còn virus corona nữa thì rất là khó khăn cho giống như là tụi mình có thể tái thiết lại cái thành phố này, tiêu diệt hết zombie với lại corona các bạn ha. Đó, bây giờ thì nói tới mà gọi là tiêu diệt hết mấy con virus zombie này thì cũng là cả một vấn đề, trừ khi là chúng ta có vaccine hoặc là có những cái thuốc đặc trị giống như là giúp cho những người này khi mà bị nhiễm virus zombie ấy các bạn trở thành người thường thì nó mới gọi là bình thường trở lại ha. Chứ còn gọi là mà muốn cho nó mà trở lại bình thường như là một người rất là bình thường luôn thì khá là khó. Đấy, ok, thì tụi mình cứ ngày nào cũng rong ruổi trên những tuyến phố như thế này và tiêu diệt mấy con virus zombie đại họa. Ok, và cái thời điểm mà gọi là mấy con virus corona này nó sắp tràn ngập vô thành phố đó các bạn, thì bây giờ mấy con virus corona là nó bị lây nhiễm tới đây rồi, và nó cũng sắp sửa là nó vô tới thành phố luôn rồi, là nó vô tới chính giữa cái thành phố luôn. Tụi mình bây giờ đang đứng chính giữa ngay trung tâm thành phố luôn để đợi mấy con virus corona này nó tiến vào và tụi mình sẽ tiêu diệt nó luôn, để cho nó không có gọi là xâm nhập sâu hơn vào trong những cái ngõ ngách của thành phố này các bạn ha. Tại vì á, những con virus zombie này các bạn nó có thể bị lây nhiễm bởi chính những con hả corona này luôn. Đó chính là những con corona khi mà nó xâm nhập vào virus zombie á, nó sẽ thành một cái biến thể virus, nó sẽ cực kỳ mạnh và dính vô thì các bạn sẽ giống như là khó sống sót qua được 1 2 ngày đâu. Ok, bây giờ tụi mình sẽ ngăn chặn nó ngay từ bây giờ, ngay từ chính giữa trung tâm thành phố luôn ha, để nó không có lan truyền thêm những cái con virus xung quanh và ở chỗ khác nữa các bạn. Ok, cái trận đại họa này càng ngày là càng gần rồi đó các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ đứng đây để tụi mình đợi mấy con virus corona tiến vào trong thành phố. Với cái lực lượng này của mình thì chắc có lẽ là mình sẽ không cần điều động thêm những người anh em siêu nhân Ultraman rồi các bạn ha. Tại vì bây giờ hiện tại nó quá đông rồi, nếu như mà mình tập hợp đông quá thì nó sẽ gây ra một tình trạng mà rối loạn không cần thiết các bạn. Ít ít vậy nhưng mà nó chất lượng các bạn ha, bắn nó ok. Quất nó anh em. Đó, ngon lành rồi đó các bạn. Đó, bây giờ thì mấy con virus corona đó tiến vào trong thành phố các bạn. Ok, đây đây, những con virus corona đó đang tấn công mấy anh em siêu nhân Ultraman của mình nè. Nhưng mà không sao các bạn ha, tụi mình đã có những cái bộ giáp mà gọi là có thể bảo vệ được khỏi nhiễm virus mấy con virus corona này. Mấy con này nó mạnh quá các bạn ạ. Trời ơi, kể cả những bộ giáp mà gọi là hả bền bỉ nhất của tụi mình mà còn hả bị tụi nó hả giết chết luôn kìa. Không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi. Đây mình sẽ tiêu diệt hả con virus corona bự này. Đây mình phải chơi qua 6 nòng rồi các bạn ơi. Cái súng này là không xi nhê tới nó rồi. Đây.
Ây da, mấy thằng này nó nhìn virus corona nó sợ hay sao vậy? Đây, nó vừa mới tiêu diệt được một cái quả cầu bự. Đây, bắn tiếp cái quả cầu này nè. Đây, hỏa lực bây giờ của tụi mình thì cũng khá là mạnh luôn các bạn ha. Mình vừa phải tiêu diệt mấy con virus corona này mà mình vừa phải bảo vệ những người anh em sinh viên Ultraman của mình nữa. Quá trời luôn. Đúng rồi. Bắn đi anh em. Zombie kìa. Đây. Bây giờ thì những cái quả cầu này cũng khá là yếu các bạn nha. Mình dùng sơn đồng mình sấy một chút xíu là nó chết liền à. Ok. Đây nè, có thêm một con virus corona đang lòn 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 ở trên đây ấy nè. Dứt hết các bạn. Quất. Quá, đang bắn hả virus corona, mất điện thoại nữa ba. Quay 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 sao đông quá vậy, không ổn rồi các bạn ơi. Mấy thằng này lo đứng núp vô đây không à, không có chịu bắn phụ tao gì hết. Bắn nó. Tụi mày bắn đi đâu vậy, bắn cái gì trong đây vậy mấy ba? Mấy này bị ngáo hả? Bắn virus corona nè. Mà nó giết chết hết tụi bay bây giờ. Hồi nãy giờ tụi mình là hả tiêu diệt khá nhiều là virus corona luôn á các bạn. Kìa kìa anh em mình. Chết mẹ rồi. Bắn nó, đúng rồi. Rồi các bạn thấy hả cái công cuộc mà đi tiêu diệt mấy con này rất là khó khăn không các bạn? Tụi mình đã bị tổn hại rất là nhiều. Những người anh em xuyên những Ultraman vì cái thế giới này. Đây những thằng kia nó sợ rồi các bạn. Hồi nãy nó bắn virus nó bắn hả khí thế luôn. Bây giờ nó gặp virus corona hả nhùng chân rồi. Không, từ khi mà có virus corona các bạn thì mấy con zombie này nó tự nhiên nó cũng vắng hoe luôn à, là tại vì hả virus corona nó ăn hết mấy con zombie này rồi. Đây, virus corona này rất là ghê, rất là kinh khủng. Trời ơi, nó nổ kìa. Đấy, chết mấy người sinh nhật Ultraman của mình luôn. Bắn nó, đúng rồi. Sao bị nhùng quá vậy? Đây nè, bắn quả cầu này nè. Dứt. Gớt. No. Mấy này nó ngu thiệt chứ. Vừa bị xuống hả, chưa kịp đứng dậy nữa là hả bị mấy con nhỏ nó ăn nữa rồi. Đây,
với hả sự bảo vệ của mấy anh em siêu nhân Ultraman của mình thì thành phố này thì cũng khá là an toàn các bạn. Đây cái quả hả Corona bự này nó liên tục thả cầu xuống, thả cầu xuống quá trời luôn. Không nhờ tụi mình mà hả virus Corona nó hả gọi là nó sẽ không thể nào tiến được vào sâu ở bên trong bên rìa thành phố các bạn ha. Tụi mình sẽ giữ cho nó đây để tụi mình tiêu diệt nãy giờ quá trời luôn rồi. Còn một cái quả cầu bự ở trên nữa, quá cao vẫn không tới luôn các bạn. Để mình sẽ lấy súng nhắm mình chơi nó. Mình lấy bazooka đi. Cái này bắn chạy nó mau rớt nè. Ấy, rớt rồi đó. Trời ơi, bazooka má, vô tình mình bắn hả chết mấy bồ mày luôn mới ghê chứ. Ô oh. Help me. Đây đây mình có hả súng laser luôn nè. Thì nói chung là cái công cuộc bảo vệ thành phố tụi mình nó khỏi mấy con virus zombie với lại corona này thì cũng khá thành công các bạn ha. Tụi mình sẽ giữ cho nó ở đây. Nếu như mà những người anh em này của mình mà bị chết hay là bị thương hay thiệt hại đó thì tụi mình sẽ có những anh em siêu nhân Ultraman tiếp viện nữa. Cho nên là tụi mình sẽ không phải lo về cái vấn đề mà Corona nó sẽ vô thành phố và nó sẽ giết chết thành phố này các bạn ha. Khi mà mấy con virus zombie nó mang dịch bệnh Corona vô thành phố thì nó còn nguy hiểm hơn rất là nhiều lần chúng ta mang dịch bệnh vô thành phố đó các bạn. Tại vì chúng ta biết là chúng ta bị nhiễm bệnh hay là không. Còn mấy con virus zombie này đâu có biết đâu, nó cứ lây lan hết con này con khác thì sau này cả nguyên một cái trái đất này toàn là virus corona không. Thì cái điều đó mới là điều đáng sợ các bạn ha. Và ok, cái video clip dẫn 500 anh em siêu nhân Ultraman đi tiêu diệt zombie và corona tới đây của mình là kết thúc nha. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và mình hy vọng các bạn sẽ thích nó. Và nếu thích thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình ha. Và nếu như các bạn có ý kiến hay là có yêu cầu gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới cái video này của mình. Ok, và mình là Stubby Gaming. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Một sự kết hợp đặc biệt chưa từng có trên màn này, để cứu những người bạn và thế giới khỏi tay những kẻ xấu. Nhưng liệu sự chênh lệch về sức mạnh có khiến cho câu chuyện này càng ngày càng khó khăn hơn? Thế giới rồi sẽ rơi vào tay của phe nào? Để biết kết quả hãy lên trên kênh Siêu Nhân Game Play, nơi sản xuất những video hài hước và hành động kịch tính không kém gì phim Hollywood. Thậm chí bạn còn có thể nhận được quà khi trả lời những câu hỏi ở phần comment. Không biết có ai xem không nhỉ?